Xuất phát từ cái niềm đam mê nông nghiệp thì cũng tìm tòi trên báo, trên sách báo thì tôi cũng nảy ra một ý tưởng là muốn trồng những cái giống dưa mà nó năng suất và mới mẻ nhất để đưa về địa phương. Cũng muốn là đây là một cái giống dưa để là tạo cái bước đi cho địa phương để có thể là nhân rộng được mô hình này ra. Gọi lúc 5 giờ. Đối với giống dưa này thì đặc biệt là nó trồng thì cũng không phức tạp như giống dưa như dưa lưới, thì nó là một giống rất là kháng bệnh rất là tốt và khả năng sinh trưởng mạnh khỏe. Thì trong quá trình chăm sóc thì chủ yếu là phải cái khâu kỹ thuật như là phải quấn tay tỉa tán cho dưa.